Hi, xin chào các bạn. Cái chiếc áo sườn xám nó có một cái vẻ rất là kín đáo nhưng mà hết sức là gợi cảm. Và cái chiếc áo sườn xám của Trung Quốc sẽ khiến cho bạn lạ hơn khi các bạn đi dự vào những cái buổi tiệc. Với cái chiếc áo sườn xám thì các bạn biết là nó xuất hiện rất là lâu ở Trung Quốc. Và những cái năm gần đây thì cái chiếc áo sườn xám được biến tấu với những cái phong cách lạ, đặc biệt hơn, phong phú hơn, từ cái chất liệu vải cho tới những cái kiểu áo thật là táo bạo. Sườn xám rất thích hợp cho bạn đi vào những cái buổi tiệc sang trọng. Khi các bạn mặc cái sườn xám thì nó có một cái dáng vẻ rất là dịu dàng, dáng đi thì lại là rất là khoan thai, mà yểu điệu và không kém phần duyên dáng nữa. Khi mà mình đi dự tiệc mà thí dụ như vào những cái vào mùa hè chẳng hạn thì mình có thể mặc như thế này là được rồi. Tóc thì mình nên bới cao cho nó sáng cái khuôn mặt mình ra. Các bạn có thể cần bóp màu trắng hoặc là màu đen. Mang giày thì như mình mang giày đây thì nó cũng cùng một tông màu, gọi là màu vàng nhũ. Và nếu mà vào mùa đông thì mình mùa thu chứ nếu mà mùa thu mình có thể khoác thêm cái này, cái khăn quàng này. Đó là cái cách mà mình mặc vào mùa thu. Và nếu vào mùa đông thì mình lại mặc một cái áo khác. Ví dụ như cái này. Cái này là mùa đông nha các bạn. Khi mùa đông thì mình mặc cái này. Và cầm cái bóp này. Các bạn cũng biết là các tài tử nổi tiếng của Hồng Kông hay là của Trung Quốc như là Cũng Lợi này, Chiêu Tử Di này, và còn rất là nhiều các tài tử khác nổi tiếng, họ cũng thường mặc những cái áo sườn xám đặc biệt của đất nước họ. Cho đến ngày nay ở Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thượng Hải, có rất là nhiều phụ nữ người ta mặc những cái áo sườn xám hiện đại với những cái kiểu dáng phong phú hơn. Thí dụ như cái bộ mình đang mặc đây, người ta có thể biến tấu thành những cái áo ngắn như thế này, cái cổ vẫn giữ cái nét truyền thống, và mình có thể mặc chung với là cái quần tây hay là quần jean. Kiểu dáng áo thời nay thì có nhiều thay đổi, khi thì áo ngắn, khi thì áo dài cho tới đầu gối, khi thì quá khỏi đầu gối hoặc là phủ tới chân. Cái dạng mà sẽ cao, thấp hay là ngắn thì tùy theo ý thích của mỗi người. Như cái áo của mình đang mặc đây thì lại là cái áo khoác ngoài, với cái dạng tay thì loe rộng như thế này, loe rộng ra như thế này ha. Cổ cho tới cái đường chiết này cái nọ là hoàn toàn theo cái áo sườn xám. Mặc sườn xám khi đi dự tiệc, các bạn sẽ mang đến cho mọi người một cái nét riêng trong trang phục, bởi cái nét độc đáo cũng như là huyền bí của miền phương Đông Á Châu. Cuối cùng, mình chúc các bạn luôn được hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nha. Hẹn gặp các bạn trong những cái video sau. Bye!